cho cô trải nghiệm. Và hôm nay mình sẽ đi ăn một món mình rất thích, là đã 5 tháng mình mới được ăn. Và các bạn nghĩ là món gì? Món này là rất nhiều chị em thích luôn. Mà lấy mình sẽ mình mấy cho các bạn biết nha. Là ba mình với má mình cho mình 200.000 mình lấy mình tự order rồi ăn luôn. Và bây giờ thì mình bị bệnh đó, mình lấy mình đứng trước cửa hàng mình sẽ đeo khẩu trang. Đến khi chừng nào mình ăn thì mình mới tháo thôi. Nó sẽ không chỉ nói chuyện với các bạn, mong các bạn thông cảm nha. Và bây giờ cùng đi theo cho mình làm đi. Hãy cho một like, một share và đăng ký kênh mình.